Quảng Trị, một vùng đất ác liệt từng được gọi bằng những tên Mùa Hè Đỏ Lửa, Đồi Thịt Băm và Đường Chín Khe Xanh, Thành Cổ, là nơi được mệnh danh cửa tử trong chiến tranh giải phóng thống nhất đất nước. Từ khói lửa chiến tranh ở vùng đất khốc liệt ấy, có một người lính được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, trưởng thành lên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông là Thượng tướng Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Lịch sử đã ghi nhận mảnh đất này đầy chứng tích đau thương, bên một dòng sông mà hai bờ hai chiến tuyến. Đất nước thống nhất, cuộc sống hồi sinh, màu xanh của làng mạc ruộng đồng đã thay thế những túi bom căn cứ Mỹ ngụy. Nhằm củng cố chiến lược chiến tranh cục bộ, Đế quốc Mỹ xây dựng hàng rào điện tử McNamara dọc theo vĩ tuyến 17, từ cảng cửa Việt qua đường 9 tới Mường Phìn. Nằm trong hàng rào này gồm 17 căn cứ quân sự, kết hợp hệ thống vật cản là các bãi mìn dày đặc, cây nhiệt đới và các thiết bị trinh sát điện tử khác. Lính Mỹ vẫn huênh hoang rằng một con chuột cũng không lọt qua. Người đến gần sẽ bị hút vào, dính bom, tàn xác. Cồn Tiên, Dốc Miếu là con mắt thần trong hàng rào điện tử McNamara ấy. Trung đội trưởng Nguyễn Huy Hiệu nhận nhiệm vụ chỉ huy trung đội trong trận vây ép căn cứ Cồn Tiên từ phía Xuân Hòa Nam. Đêm 12 tháng 5 năm 1968, tôi cùng anh em luồn vào Xuân Hòa Nam và nhờ cái ánh pháo sáng của địch nên là chúng tôi đã luồn được vào cái hàng rào số 5 và đào hầm ếch nằm ở trong này. Hàng đêm, trung đội chúng tôi dùng B-40, B-41 và dùng mình định hướng đi đánh các lô cốt, sau đó lại trở về để bảo vệ cho đội bắn tỉa của bộ, để bắn tỉa những quân Mỹ ở trong cái căn cứ này trong suốt 52 ngày đêm. Khi chúng tôi được lệnh quay về căn cứ thì gặp 3 cái xe M113 của địch và một trung đội Mỹ. Chúng tôi đã dùng súng B-40 bắn cháy cả 3 xe, tiêu diệt trung đội và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về là căn cứ. Trận vây ép Cồn Tiên của trung đội Nguyễn Huy Hiệu kéo dài 52 ngày đêm, ém mình ngay trong hàng rào địch đánh địch. Không ai có thể ngờ rằng quyết định mạo hiểm của ông đã làm điên đầu cả căn cứ Cồn Tiên bởi những tiếng nổ bất thường trong nhiều ngày liên tiếp, làm cho lính Mỹ hoang mang cực độ, không dám lùng sục ra ngoài. Với lối đánh độc đáo, trung đội 3 đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch suốt 2 tháng liền. Sau trận này, ông được đề bạt lên đại đội trưởng. Trở lại vùng đất Sáp Đá Mài thuộc xã Cam Tuyền, nơi diễn ra trận chiến đấu đánh bại chiến thuật Châu Rừng của tướng Mỹ Abraham năm 1970 do đại đội trưởng Nguyễn Huy Hiệu chỉ huy. Chốt giữ ở Cam Tuyền là lữ đoàn 1 bộ binh cơ giới Mỹ. Ban ngày, chúng dùng phi pháo kết hợp với bộ binh cơ giới nóng ra lùng sục. Đêm về co lại thành từng cụm, quay đầu ra các hướng, có thám báo bảo vệ vòng ngoài để chỉ điểm cho pháo binh bắn xung quanh cụm bộ binh cơ giới. Sau 4 đêm bám địch liên tục cái đại bộ binh cơ giới của Mỹ ở Sáp Đá Mài, đến đêm của ngày 4 tháng 5 năm 70 thì toàn bộ đại đội 2 của chúng tôi đã tiếp cận ở phía nam của Sáp Đá Mài, chia thành 3 trung đội bám sát và cách địch 15 mét. Theo hiệp đồng của tôi, súng B-41 của đồng chí Khoét bắn quả đầu tiên vào sở chỉ huy thì đồng loạt các mũi nổ súng. Đợt đầu 15 phút chúng tôi diệt 8 xe và tiếp theo địch chống cự điên cuồng, chúng tôi tiếp tục diệt thêm 8 xe nữa. Trời gần sáng, đại đội được lệnh rút quân, để lại 16 xác xe tăng và 95 xác lính Mỹ trong những đám cháy rừng rực. Sớm hôm sau, chúng đưa máy bay cẩu hết xác xe và người rồi rút khỏi Sáp Đá Mài. Dưới sự chỉ huy của ông,
đại đội đã góp phần đẩy chiến thuật trông rừng của tướng Abraham tới phá sản hoàn toàn. Ngay sau đó, đại đội 2 và đồng chí Nguyễn Huy Hiệu được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì. Đồng thời, ông còn được bổ nhiệm chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3. Trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, năm 1971, Mỹ Ngụy tiến hành mở cuộc hành quân Lam Sơn 719 trên quy mô lớn, đánh ra đường 9 Nam Lào, hòng cắt đứt tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn, nhằm thực hiện chiến tranh bóp nghẹt ở các chiến trường, tiến tới cô lập hoàn toàn miền Nam. Bị thua đau do ta phản công mãnh liệt, Mỹ Ngụy không thể thực hiện được ý đồ chia cắt, phải từ bỏ âm mưu rồi tháo chạy. Tiểu đoàn 3 được giao nhiệm vụ phục kích cắt đường số 9, đoạn từ Sa Mưu đến Đầu Màu, không cho địch chạy từ bản Đông về và từ Đông Hà lên ứng cứu. Phương án tác chiến táo bạo được triển khai sau khi tiểu đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu và các đại đội trưởng đi nghiên cứu địa hình. Thế là cả tiểu đoàn tới Nam đường 9, được coi là đất địch kiểm soát để phục kích, cách con lộ 10 mét. 13 chiếc M113 có máy bay trực thăng hộ tống chạy từ Cam Lộ lên hướng Khe Xanh, ứng cứu đoàn xe tháo chạy từ Lào về. Đợi cho cả hai đoàn xe lọt vào trận địa, ông mới phát lệnh nổ súng. Bị đòn bất ngờ, đội hình địch rối loạn, chiếc nọ lao vào chiếc kia, trúng đạn, bốc cháy. Khói lửa ngút trời bởi 28 xác xe và 120 xác lính, cả Mỹ lẫn Ngụy. Chiến công của tiểu đoàn 3 đã góp phần đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa đánh đổ chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, mà nó còn là đối tượng sáng tác văn học nghệ thuật sau này. Trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972, Bộ Tư lệnh Chiến dịch giao cho Trung đoàn 27 đánh chiếm căn cứ Phu Lơ và Đồi Tròn để các đơn vị tiến công giải phóng tỉnh Quảng Trị. Tiểu đoàn 3 được lệnh luồn sâu vào phía đông nam giữa hai điểm cao 322 và 288 để phối hợp với tiểu đoàn 2 hình thành thế trận bao vây căn cứ địch và chờ lệnh toàn mặt trận nổ súng. Thấy xuất hiện tốp người dân đi vào trận địa tiểu đoàn 3 mai phục, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu trao đổi với chính trị viên, cử người đến gặp dân nắm tình hình. Đúng như dự đoán, dân bị ép đưa đi dò đường, làm bia đỡ đạn. Sau dân vận, các chiến sĩ đưa bà con lánh vào khe suối. Thấy không động tĩnh gì, cả tiểu đoàn 3 Ngụy hành quân lên Phu Lơ, theo đường xe tăng, lọt vào trận địa phục kích của tiểu đoàn. Theo đúng kế hoạch của mặt trận ấy, là 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 thì nổ súng, theo giờ D. Nhưng tiểu đoàn 3 chúng tôi đã cài xong toàn bộ cái tiểu đoàn phục kích quân địch ở 288-322. Đến khoảng gần 10 giờ thì đội hình xe tiểu đoàn 3 của quân Ngụy Sài Gòn theo trục đường lên 514 để thay quân vào đúng đội hình. Lúc đó là 10 giờ 30 phút. Tôi lệnh một mặt điện để xin ý kiến đồng chí Phạm Minh Tâm, trung đoàn trưởng, một mặt lệnh cho các hỏa lực dồn dập bắn 30 phút vào đội hình của quân địch. Sau đó toàn bộ các mũi tiểu đoàn 1, đại đội 2, đại đội 3 tiến công và tiêu diệt gọn cái tiểu đoàn 3 của địch, bắn sống thiếu tá Hà Thúc Mẫn và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ là được cấp trên giao và tạo điều kiện cho tiểu đoàn 2 là dứt điểm cao điểm 544 mà địch gọi là Fuller. Fuller là tấm lá chắn vững chắc ở phía tây bắc Quảng Trị, như chúng tin tưởng đã đổ vỡ hoàn toàn. Tạo ra thế trận cho cuộc đổ vỡ ấy là tiểu đoàn 3 do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu biết chọn đúng thời cơ nổ súng, như tư lệnh chiến dịch Lê Trọng Tấn đánh giá. Trong thế tiến công giải phóng tỉnh Quảng Trị, trung đoàn chuyển hướng sang cánh đông tiêu diệt địch. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu cùng đơn vị phát triển dọc theo ven biển, tiến về phía nam
giải phóng huyện Hải Lăng và Thanh Hương, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, rồi lui về chốt ở Nại Cửu cạnh sông Vĩnh Định, cách thị xã Quảng Trị 1 km về phía đông. Sau đó, trung đoàn 27 tiếp tục đánh địch phản kích ở vòng ngoài thành cổ trong 81 ngày đêm. Tháng 5 năm 1972, đồng chí Nguyễn Huy Hiệu được bổ nhiệm trung đoàn phó trung đoàn 27 và ông được cử đi học ở Học viện Lục quân. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc tại mặt trận Trị Thiên, đánh 67 trận, chỉ huy đơn vị diệt gần 3.000 tên Mỹ ngụy. Ngày 20 tháng 12 năm 1973, đồng chí Nguyễn Huy Hiệu được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cuối năm 1974, đồng chí Nguyễn Huy Hiệu được điều về làm trung đoàn trưởng trung đoàn 27, sư đoàn 320B, quân đoàn 1. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, trung đoàn của ông thần tốc hành quân vào miền Đông Nam Bộ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Trung đoàn 27 được giao nhiệm vụ đánh địch tử thủ ở Lái Thiêu, Bộ Tư lệnh Thiết giáp và Lục quân Công xưởng. 40 năm sau ngày giải phóng, Lái Thiêu đã có nhiều đổi thay, nhưng câu chuyện anh giải phóng quân Nguyễn Huy Hiệu và tấm bản đồ của gia đình má Sáu Ngẫu từ những ngày giải phóng quê hương dường như vừa mới hôm qua. Chị Hai Mỹ, nguyên bí thư huyện đoàn ngày ấy, chứng kiến kể lại. Tối 29 là sáng lại 30/4, thì đoàn quân của anh Nguyễn Huy Hiệu mới đến nhà má Sáu Ngẫu. Thì đường đi không được rành lắm, cho nên má Sáu Ngẫu có đưa cái bản đồ của đô thành Sài Gòn cho anh Hiệu và hướng dẫn đường đi như thế nào tiện nhất. Khi nhận bản đồ xong, tôi là người ở tại địa phương này, tôi rành đường đi, tôi sẽ lên xe tăng cùng hướng dẫn các anh để giải phóng Lái Thiêu và tiến công về Sài Gòn để giải phóng Sài Gòn. Trong mũi thọc sâu của tiểu đoàn 6 có thêm tấm bản đồ và chị Hai Mỹ đi cùng. Được chị Hai Mỹ dẫn đường, ông chỉ huy trung đoàn đánh chiếm từng mục tiêu, chia cắt địch ra từng tốp nhỏ, tạo điều kiện cho bộ đội tiêu diệt những tên ngoan cố cầm cự. Khi đến cầu Vĩnh Bình, gần 30 chiếc tăng thiết giáp của địch phản kích lại. Xe tăng đi đầu của ta trúng đạn, bốc cháy. Cả đoàn xe dừng lại. Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu và đại đội trưởng xe tăng Hoàng Thọ Mạc nhảy ra khỏi xe để chỉ huy tổ B-40 bắn cháy 3 xe tăng địch. Hoàng Thọ Mạc bị thương, tay trái bịt vết thương ở ngực, tay phải vẫn cầm súng B-40 lao lên chỉ huy. Đạn nổ, anh hy sinh nơi đầu cầu sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trước tình hình đó thì tôi lệnh cho hỏa lực tập trung tiêu diệt các cái xe tăng của địch còn lại và cũng lệnh cho các đồng chí đưa thi thể Hoàng Thọ Mạc lên xe tăng cùng tiến vào Sài Gòn để linh hồn đồng chí chứng kiến sự sụp đổ của hoàn toàn chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Biến đau thương thành sức mạnh, trung đoàn trưởng anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Huy Hiệu chỉ huy đơn vị đánh chiếm Bộ Tư lệnh Thiết giáp, Lục quân Công xưởng và Tổng Y viện Cộng Hòa. Vậy là Hoàng Thọ Mạc được chứng kiến giờ phút thiêng liêng non sông thu về một mối sau 20 năm dài chia cắt. Tốt nghiệp khóa 1, Học viện Quân sự cấp cao năm 1980, ông được thăng quân hàm thượng tá và giữ chức vụ sư đoàn trưởng sư đoàn 390, quân đoàn 1. Ngày ấy, trong điều kiện khó khăn của cả nước, ông cùng đảng ủy và chỉ huy sư đoàn phải vượt qua bao khó khăn, thử thách. Ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, sư đoàn còn tự đóng gạch, nung vôi, xây dựng doanh trại, sản xuất một phần lương thực để cải thiện bữa ăn. Phong trào màu xanh đồng bằng, làng đồng bằng cũng ra đời từ đây. Sư đoàn còn là điểm sáng về cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp cho toàn quân đến tham quan học tập. Tháng 12 năm 1987, Đại tá Nguyễn Huy Hiệu được bổ nhiệm Phó Tư lệnh Thứ nhất Quân đoàn 1, sau đó được thăng Thiếu tướng. Tháng 6 năm 1988, ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 1. Nhớ lại 7 năm gắn bó với Quân đoàn 1, ký ức như ùa về.
ngày xây dựng những công trình bề thế được ông và Bộ Tư lệnh thực hiện vẫn còn đây. Thuở ấy, ông tập trung chỉ đạo công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đoàn. Nhưng ông cũng luôn lo lắng xây dựng cơ ngơi quân đoàn 1 ngày càng khang trang, chính quy, hiện đại, có tính bền vững cao, xứng tầm là quân đoàn chủ lực mạnh. Trong các cuộc diễn tập sư đoàn bộ binh cơ giới tiến công địch ở vùng đồng bằng ven biển và sư đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự ở địa bàn rừng núi, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Là người chỉ huy cao nhất ở sư đoàn hay trên cương vị tư lệnh quân đoàn, thì trong ông vẫn là người lính của bộ đội Cụ Hồ, luôn năng nổ, miệng nói, tay làm, sâu sát tuận tụy với bộ đội bên chiến hào, trong lao động và cuộc sống đời thường. Nguyên tư lệnh quân đoàn 1, Trung tướng Lê Nam Phong nói về Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu khi còn ở quân đoàn. Khi tôi làm tư lệnh quân đoàn 1, thì đồng chí Hiệu là sư trưởng 390, tuy 36 tuổi, nhưng mà có những cái nhận thức, tư duy về chiến thuật, chiến dịch, chiến lược. Đồng chí trong công tác huấn luyện, trong công tác xây dựng là những cái điểm sáng của bộ. Khi đồng chí lên quân đoàn, mang theo những kinh nghiệm đó, đồng chí đã xây dựng quân đoàn thành quân đoàn quyết thắng, anh hùng. Sau 7 năm gắn bó với quân đoàn 1, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hiệu được bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trên cương vị mới, ông trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Hình ảnh Trung tướng Nguyễn Huy Hiệu xông xáo nơi tầm bão hay rốn lũ để chỉ huy quân, dân chống chọi với thiên tai đang tàn phá là hình ảnh đẹp trong tâm khảm người dân. Phương châm 4 tại chỗ được ông đúc kết từ thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Đó là lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Phương châm ấy đã đi vào đời sống ở các địa phương. Vì thế, nhân dân vẫn gọi ông bằng cái tên trìu mến, ông 4 tại chỗ. Tại Đại hội Đảng lần thứ 9 và lần thứ 10, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được thăng quân hàm Thượng tướng năm 2003. Là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách công tác đối ngoại quân sự, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga và khối nhà trường quân đội. Trên lĩnh vực công tác đối ngoại quân sự, ông kiên trì thực hiện bản chất của chính sách quốc phòng Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21 là hòa bình và tự vệ. Vì thế, trong quan hệ với các nước trong khối ASEAN, khu vực cũng như các nước trên thế giới, ông đều theo chủ trương hữu nghị và hợp tác. Đối với quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ là một bộ phận nằm trong tổng thể quan hệ kinh tế xã hội hai nước. Trên tinh thần nhân đạo, ta đề nghị hai bên phối hợp có hiệu quả vấn đề MIA, cung cấp thông tin về quân nhân ta mất tích trong chiến tranh, hỗ trợ kinh phí để mua thiết bị, dò tìm bom mìn, vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh, thực hiện cam kết giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và Bộ Quốc phòng Việt Nam để tẩy độc đất bị nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa, Phú Cát, v.v. Có thể nói, thông qua các hoạt động đối ngoại quân sự, ông đã góp phần làm cho các nước hiểu rõ và ủng hộ Việt Nam hơn. Là đồng chủ tịch Ủy ban Phối hợp Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, ông Andrei Kuznetsov, Tổng Giám đốc phía Nga cho biết,
Dưới thời Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, ba hướng nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là sinh thái nhiệt đới, y sinh nhiệt đới và vật liệu học nhiệt đới đều rất phát triển. Về y sinh nhiệt đới, chúng tôi đã đạt được rất nhiều kết quả to lớn trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học do Mỹ để lại ở Việt Nam, đặc biệt là ảnh hưởng chất độc dioxin đối với môi trường sinh thái và sức khỏe của con người. Hiện nay, trung tâm vẫn tiếp tục những nghiên cứu ban đầu đó và cùng với nó là nghiên cứu về độ bền, độ tin cậy của các loại vật liệu trang thiết bị kỹ thuật quân sự, bao gồm các thiết bị bay do Liên bang Nga sản xuất. Chúng tôi rất biết ơn Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu trên cương vị là đồng chủ tịch Ủy ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. Ngày nay, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã phát triển và hợp tác có hiệu quả, góp phần to lớn vào việc tăng cường mối quan hệ chiến lược, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trong những năm công tác và hiện tại, ông vẫn ham mê học tập và nghiên cứu khoa học. Ngay từ khi mới giữ cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng, ông đã bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Quân sự tại Học viện Quốc phòng. Tại văn phòng này, ông đã cho xuất bản nhiều công trình nghiên cứu khoa học quân sự về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đến vấn đề giải quyết hậu quả sau chiến tranh hay quân đội trong công tác phòng chống thiên tai. Trên cơ sở các công trình nghiên cứu về nghệ thuật quân sự và đóng góp cho sự phát triển hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, ông được Viện Hàn Lâm Khoa học Quân sự Liên bang Nga bầu là Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Quân sự Liên bang Nga về nghệ thuật quân sự. Ngày 2 tháng 10 năm 2010, Viện Hàn Lâm Khoa học Quân sự Liên bang Nga phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức lễ trao bằng Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Quân sự Liên bang Nga cho Thượng tướng Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, hình ảnh mỗi đồng chí, đồng bào hy sinh vẫn nặng trĩu trong lòng. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 30 tháng 4 hay 27 tháng 7, ông lại vào Quảng Trị để thắp hương cho đồng đội của mình. Nơi đây đã trở thành cõi thiêng trong tâm hồn Nguyễn Huy Hiệu. Cứ sau mỗi trận đánh, ông lại ngồi ghi chép đầy đủ tên tuổi, quê quán, nơi an táng những đồng đội hy sinh, không bỏ sót người nào. Còn nhớ trận chiến đấu ở Hồ Khê thắng lợi, lính Mỹ dùng nhiều loại hỏa lực, binh lính tấn công trận địa. Ta hy sinh 13 người. Trong cuốn Một thời Quảng Trị, ông viết: đau đớn và căm thù thay, địch cho xe ủi đất san bằng trận địa nơi còn 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh. Sau này, ông Nguyễn Minh Kỳ, nguyên chủ tịch tỉnh, phát hiện được đã dựng bia tưởng niệm 13 chiến sĩ trung đoàn. Trong trận đánh chiến thuật Châu Rừng, địch bị thua đau, cho máy bay, pháo bắn dữ dội vào trận địa. Trời gần sáng, công tác chính sách liệt sĩ gặp khó khăn. Ông nén lòng, ra lệnh đưa anh em hy sinh ra sông Cam Lộ, buộc đá vào từng thi thể, thả xuống sông cất giấu. Đêm hôm sau, đưa anh em về an táng. Vẫn biết rằng, chiến thắng nào mà chẳng phải hy sinh, nhưng có những hy sinh không cầm được nước mắt. Chân đồi, khe suối, dòng sông Quảng Trị đều đã đón những người con bất tử trở về đất mẹ. Cảm xúc sự hy sinh vì Tổ quốc, đồng đội Phạm Minh Tâm viết: lớp lớp địa tầng, đồng đội chúng tôi đông, và hoa nữa mỗi lần đua nở, ngát hương đời cũng từ đất mà thơm. Hãy cúi xuống hôn vào lòng đất mẹ, nơi những linh hồn yên nghỉ gió mưa chan. Ngày đồng chí Nguyễn Huy Hiệu đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ông đã viết: hôm nhận danh hiệu anh hùng, tôi đã khóc. Tôi nhớ đến hình ảnh cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 27, mặt trận B5 thân yêu của tôi đã anh dũng ngã xuống. Nhờ họ mà tôi mới có được vinh quang này. Vậy đó, anh hùng nơi trận mạc mà đời thường
lại thấm đẫm tình người. Không phải đến bây giờ, mà bao giờ cũng thế, Quảng Trị vẫn là nơi đi về để tri ân đồng đội. Đến với các nghĩa trang, làm mới hay tôn tạo tượng đài, sửa sang di tích. Đặc biệt, ông còn đưa cây bồ đề từ đất Phật Ấn Độ về trồng ở nghĩa trang quốc gia đường 9. Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nói: Không biết từ lúc nào anh Hiểu đã trở thành người con của quê hương Quảng Trị. Có thể nói là anh Hiểu xem Quảng Trị là một cái cõi đi về. Nhiều lần anh về Quảng Trị, anh thắp hương cho đồng đội, anh viếng thăm những cái nơi mà anh đã từng chiến đấu. Ngoài ra anh còn đưa ra những cái sáng kiến như là phát triển cái chương trình du lịch hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội. Anh cũng đã có những cái đóng góp, những cái ý tưởng cho quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Anh cũng đã mời rất là nhiều mạnh thường quân về với Quảng Trị để mà tham gia vào các cái chương trình an sinh xã hội đền ơn đáp nghĩa. Chúng tôi đánh giá rất cao cái nghĩa cử của anh Nguyễn Huy Hiệu. Có thể nói rằng là chúng tôi xem anh Nguyễn Huy Hiệu như là một người con thân yêu của Quảng Trị. Và anh Nguyễn Huy Hiệu cũng xem đây là mảnh đất quê hương thứ hai của anh. Không chỉ đặc ân cho vùng đất Quảng Trị, mà ông còn dành tình cảm cho tất cả mọi người. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ngay khi đánh vào Tổng Y viện Cộng Hòa, ông đã lệnh cho tên chuẩn tướng Phạm Hà Thanh tập trung tất cả y, bác sĩ, cứu chữa thương binh từ mặt trận đưa về. Thi hài Hoàng Thọ Mạc được ông chỉ đạo khâm liệm và tổ chức tang lễ trọng thể. Mỗi khi có điều kiện, ông lại đến thắp hương anh hùng Hoàng Thọ Mạc. Người đồng đội đã cùng ông đi suốt chặng đường, từ mặt trận Trị Thiên tới xảo huyệt cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và ông cũng không quên đến thăm gia đình má Sáu Ngẫu để thắp hương nơi má đang yên nghỉ cuối cùng. Nằm trong vùng châu thổ đồng bằng Bắc Bộ, Hải Hậu, Nam Định được bồi đắp phù sa của sông Ninh Cơ và sông Sò từ bao đời, tạo nên những cánh đồng màu mỡ phì nhiêu. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu sinh năm 1947 ở vùng đất Nên Thơ, trong gia đình có truyền thống yêu nước. Là hậu duệ nhiều đời cụ Nguyễn Bặc, được vua Đinh Tiên Hoàng phong tước Định Quốc Công. Từ nhỏ, ông đã được cha kể cho nghe câu chuyện về những vị anh hùng dân tộc, được nghe những câu dân ca của cha, lời ru của mẹ đã tạo nên tâm hồn ông sau này. Trên nền tảng văn hóa ấy, ông trưởng thành từng bước lên tiến sĩ, viện sĩ, thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đóng góp vào thành công trong sự nghiệp của ông là bà Lại Thị Xuân, thầy thuốc ưu tú, và hai con nay đã trưởng thành. Là con liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, lại là bác sĩ du học ở Nga về, nhưng bà một tay chăm sóc gia đình, giỏi giang việc nước để ông yên tâm công tác. Hai tâm hồn đồng điệu được thắp lên ngọn lửa tình yêu từ nước Nga giữa chàng sĩ quan trẻ dũng cảm và cô sinh viên y khoa ở Odessa, được nuôi dưỡng bởi những bản nhạc và tri thức Nga đã ngân vang cho cuộc sống sau này. Một gia đình sum vầy, ấm êm, hạnh phúc, thành đạt là thành quả của tất cả các thành viên trong gia đình cùng nhau vun đắp, phấn đấu qua nhiều gian nan, thử thách mới có được như ngày hôm nay. Mảnh đất Hải Hậu giàu truyền thống anh hùng đã góp nhiều sức người, sức của cho đất nước qua các cuộc kháng chiến. Nay rất tự hào về người con của quê hương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thượng tướng, viện sĩ, tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu đã làm rạng danh cho dòng tộc, quê hương, đất nước.